Real Madrid giành cúp C1, sinh ra để làm vua. Real Madrid vượt khó giành chiến thắng 2-0 trong trận chung kết mà Dortmund chiếm ưu thế, lần thứ 15 vô địch Champions League, cúp C1. Một, không ai biết rõ những con đường dẫn đến vinh quang hơn so với người đóng vai trò tạo ra nó. Đây là trường hợp của Real Madrid và hành trình Champions League, cúp C1. Real Madrid như được sinh ra cho giải đấu danh giá nhất bóng đá châu Âu, với sự áp đảo đôi khi không thể giải thích được. Họ thống trị từ những ngày đầu mới thành lập cúp C1, biến mất trong vài thập kỷ, rồi khám phá ra công thức để trở lại khi kỷ nguyên Champions League ra đời. Real Madrid luôn biết cách đến với nơi mà họ coi là thế giới của riêng mình. Đó là đỉnh cao vinh quang châu Âu. Những đối thủ còn lại nhìn vào với sự thèm muốn và kính sợ. Những con đường đôi khi rất lạ lùng, hiếm khi giống nhau. Có những lúc người ta nhìn vào và cảm nhận điều đó dường như rất vô lý, giống như trận chung kết tại Wembley đêm ngày 1 tháng 6. Wembley là địa điểm thường xuyên tổ chức các trận chung kết. Real Madrid chưa từng đá ở đây, và giờ họ đến để viết trang sử mới. Lần thứ 9 liên tiếp Real Madrid thắng trận chung kết Champions League, cúp C1. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thua trong những cuộc chiến như thế này kể từ 1981. 2. Ở London, Edin Terzic xây dựng một mê cung khiến cho Real Madrid mắc kẹt. Borussia Dortmund không giữ bóng nhiều, nhưng là đội chủ động và tạo được những tình huống nguy hiểm hơn. Adeyemi sớm có cơ hội thoát xuống đối mặt Courtois, nhưng pha đổ người của thủ môn người bị khiến anh mất góc sút. Sau đó, cơ hội thuộc về phun cớt nhưng bóng tìm đến cột dọc. Chân sút 31 tuổi, niềm hy vọng chính của Đức tại Euro 2024, tỏ ra tiếc nuối. Bên ngoài, Terzic không hiểu chuyện gì xảy ra. Rằng là cầu thủ thứ 3 được trao cơ hội rất rõ ràng, nhưng cú đá của anh hướng ra phía cột cờ góc thay vì tìm vào khung thành. Hiệp 1 kết thúc với hai pha cứu thua xuất sắc của Courtois. Ngược lại, Real Madrid không tung được pha dứt điểm chính xác nào, bởi những Vinicius, Rodrigo hay Bellingham đều mất hút. Bất chấp sự xoay chuyển của đội hình Real Madrid, bóng chỉ di chuyển đến nơi mà các cầu thủ của Edin Terzic bố trí sẵn, đến những khu vực ít nguy hiểm. Cũng giống như cách loại PSG ở bán kết, Dortmund cho phép Real Madrid giữ bóng và tiến lên. Ngay lập tức, đội bóng Đức phản đòn bằng tốc độ khiến đối phương tự lộ ra những khoảng trống. 3. Chúng tôi đã sống sót sau hiệp 1 vì họ vượt trội hơn rất nhiều. Nhưng chúng tôi biết mình sẽ có khoảnh khắc của mình. Chúng tôi biết cách chịu đựng. Đây là bóng đá, Dani Carvajal lên tiếng. Khi Courtois cho thấy phong độ giống trận chung kết Champions League tại Paris 2 năm trước, Real Madrid bắt đầu phản ứng. Các cầu thủ của Carlo Ancelotti phá vỡ cân bằng với một pha bóng phi logic. Carvajal, người cao 1,73m, vượt lên trước phun cất, một chuyên gia không chiến cao 1,89m, đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Kroos. Bàn thắng của Carvajal, người duy nhất đá chính trong cả 6 trận chung kết Champions League gần nhất cùng Real Madrid, làm thay đổi mọi thứ. Kịch bản xoay chuyển theo hướng có lợi cho Real Madrid. Kroos đá phạt buộc Cobel trổ tài. Rồi thêm các pha dứt điểm nguy hiểm của Nacho và Camavinga. Khi trận đấu đi về những phút cuối, Vinicius có bóng trống trải và sút chéo góc hạ Cobel. Cầu thủ người Brazil ghi bàn trong trận chung kết thứ hai mà anh tham dự. Real Madrid không cần nhiều hơn nữa. Họ cần những gì mình cảm thấy đủ và luôn đạt được điều đó ở châu Âu. Cho dù điều đó có vô lý đến đâu. Đó là Momento Madrid, khoảnh khắc Madrid, như người Tây Ban Nha giải thích bằng thuật ngữ riêng. Giờ là lúc tận hưởng Decimal Kitan, danh hiệu thứ 15, và chờ Kylian Mbappe xuất hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.